Ngày 24 tháng 7, Công an tỉnh tiếp tục tổ chức kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm quy định về giãn cách theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Biên Hòa. Trong sáng 24 tháng 7, các tổ cơ động đã tập trung kiểm tra việc ra đường của người dân ở phường Hóa An. Theo đó, lực lượng công an đã dừng xe ngẫu nhiên để kiểm tra việc chấp hành chỉ thị 16 của người đi đường. Mỗi người dân phải xuất trình các giấy tờ cần thiết cũng như nêu ra lý do đi ra đường. Chỉ khi có đủ các giấy tờ và chứng minh được lý do chính đáng như mua thực phẩm thiết yếu, thuốc men, họ mới được phép đi tiếp. Bùng rất là mạnh, chú phải đảm bảo sức khỏe của mình. À, có giấy đi đường thôi, cẩn thận đi. Nha, đợi đi về nhà đi. Theo ghi nhận, hầu hết người dân đều nghiêm túc hợp tác với lực lượng kiểm tra. Sáng nay chị Kiều ra ngoài mua thuốc cho con nên được phép đi tiếp. Như nhiều người khác, chị đồng tình khi lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra việc thực hiện chỉ thị 16. Em thấy như vậy thì càng tốt, tại vì bây giờ dịch bệnh tràn lan á, mấy anh công an cũng cực mà mọi người chiến đầu á, cũng khổ vất vả lắm, cho nên là mọi người dân cứ cố gắng ở trong nhà hạn chế ra đường khi cần thiết thôi. Tại vì bây giờ người ta cũng vì tốt sức khỏe của mình thôi chứ không phải gì hết. Nhiều người ra đường không có lý do chính đáng thì bị lực lượng chức năng lập biên bản và áp dụng mức phạt từ 1 đến 3 triệu đồng. Sau khi được các chiến sĩ công an giải thích, những người bị phạt đã nghiêm túc chấp hành. Tại bây giờ em đi ra đường em mua bó hoa về em thắp nhà, mà bây giờ em đổi nón thì giấy tờ em cầm á. Tại vì người ta bắt thì mình thấy mình cũng thấy, bây giờ dịch Covid thì người ta cấm mình phải tránh, người ta là mình phải tránh những cái gặp tới thôi. Tuy nhiên, cũng có những người dân không chấp hành việc kiểm tra, dẫn đến tranh cãi với lực lượng chức năng. Với các trường hợp này, các thành viên tổ tuần tra kiên nhẫn giải thích, đồng thời xử lý theo đúng quy định. Có những xe vận tải liên tỉnh buộc phải quay đầu vì không có mã QR luồng xanh. Công an tỉnh thực hiện chỉ đạo, Bộ Công an đã thành lập 20 tổ cơ động xử lý. Thì hôm nay thì các đồng chí thấy là đang xử lý ở trên mặt đường. Chúng tôi, Công an tỉnh hôm nay khuyến cáo người dân phải thực hiện nghiêm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Là mọi người dân hãy ở yên, nhà ai ở nhà đó, không được ra ngoài đường. Trừ trường hợp cấp thiết, đi mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, đi cấp cứu. Còn lại là phải ở nhà để phòng chống dịch. Công an chúng tôi đang tuyên truyền và xử lý rất nghiêm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, phải là hạn chế thấp nhất việc lây nhiễm do việc đi lại tùy tiện của người dân trên mặt đường. Trong thời gian tới, lực lượng công an sẽ tiếp tục kiểm tra trên nhiều địa bàn để đảm bảo việc thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Từ ngày 8 tháng 7 đến nay, 20 tổ cơ động của công an tỉnh cùng công an các phường của thành phố Biên Hòa đã kiểm tra và xử phạt hơn 1.400 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Tổng số tiền phạt là hơn 1,3 tỷ đồng.